Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thị ngai vàng sờ sờ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng tuổi bố tuổi linh. Kính cáo uy linh Đức Hiệu Thiên Phi Bồng tuổi linh thượng đẳng tôn thần. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa thanh đồng cùng quan nhang đệ tử, quý khách thập phương và toàn thể nhân dân, di tích lịch sử Đền Sinh Đền Hóa là một trong những di tích được hình thành sớm trên mảnh đất Chí Linh. Đền Sinh thờ Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn Đá Tượng Uy Linh, Đền Hóa thờ Đức Hiệu Thiên Phi Bồng Tối Linh thượng đẳng tôn thần. Tại Đền Sinh Đền Hóa, việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng tại di tích. Đây là một hoạt động văn hóa nhằm tưởng nhớ, tri ân và ngợi ca công huân đức nghiệp của Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn và Đức Thánh Phi Bồng đã có công âm phù cứu dân hộ quốc, tiền phù lý hậu phù trần, ghi danh vào các chiến công hiển hách của dân tộc, hòa chung trong không gian tâm linh của lễ hội mùa thu tháng 8 tại vùng đất Chí Linh thiêng. Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2019, tức ngày 16 tháng 8 năm Kỷ Hợi, tại di tích danh thắng Đền Hóa, Ban quản lý di tích thành phố Chí Linh tổ chức chương trình hòa mừng lễ hội mùa thu Chí Linh tháng 8 năm 2019. Và dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý, đại biểu tỉnh, trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Chức, phó ban thời sự đài truyền hình tỉnh Hải Dương, đề nghị nhiệt chào đón. Đại biểu thành phố Chí Linh, trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Dung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Chí Linh, đề nghị nhiệt chào đón. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Thắng, thị ủy viên, trưởng ban dân vận thành phố, đề nghị nhiệt chào đón. Trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thị Minh Châu, thị ủy viên trên đài phát thanh thành phố, đề nghị nhiệt chào đón. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Dũng, trưởng ban quản lý di tích thành phố Chí Linh, đề nghị nhiệt chào đón. Về phía địa phương có sự hiện diện của các đồng chí ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Lê Lợi, các đồng chí lãnh đạo thôn và các cụ trong ban Khánh Thiết, đề nghị nhiệt chào đón. Về dự buổi lễ hôm nay còn có sự hiện diện của toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức ban quản lý di tích thành phố, các phóng viên báo chí đài truyền hình tỉnh Hải Dương, các thanh đồng đạo quan, quý khách thập phương của toàn thể nhân dân, xin được nhiệt chào đón. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thanh đồng Nguyễn Thị Mai là một đồng thầy đức cao vọng trọng, tài tâm vẹn toàn, đặc biệt có tâm duyên với cửa mẫu cửa thánh Đền Sinh Đền Hóa, được thánh mẫu ban tài ban lộc, ban danh ban diện ban quyền ban phép để làm việc quốc tích việc thiện, đầu đội việc thánh vai cảnh việc trần. Mộc ân thanh đồng Nguyễn Thị Mai là một đồng thầy kiều cựu và có đóng góp nhiều công lao trong việc gìn giữ bảo tồn nghệ thuật hầu đồng của Việt Nam, để hầu đồng xứng đáng trở thành di sản của nhân loại. Mộc ân thanh đồng Nguyễn Thị Mai đã từng tham gia diễn xướng hầu đồng ở các nơi trong cả nước và đều giành được những giải cao trong các kỳ thị trường, được du khách thập phương cùng quan nhang đệ tử muôn nơi mến mộ ca tụng nức lòng. Thanh đồng cùng các quan nhang đệ tử đã cùng tập phúc linh tường mời lòng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề ở rất nhiều nơi, trong đó các di tích thiêng trên mảnh đất Chí Linh như Côn Sơn Quế Bạc, Đền Sinh Đền Hóa là nơi chốn tổ trong việc thực hành tín ngưỡng của thanh đồng, là nơi thanh đồng gắn bó tâm huyết gieo duyên lành đặt quả phúc, là địa chỉ tâm linh để đồng thầy Nguyễn Thị Mai cứu người khổ, độ người mê, ban tài tích lộc cho các gia trang họ. Hôm nay, nhân dịp lễ hội mùa thu tháng 8 năm 2019 tại vùng đất thiêng Chí Linh, khu di tích Đền Sinh Đền Hóa
trân trọng và vinh dự được chào đón Ngọc Ân Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai về tổ chức canh đàn Bắc Vế Hồ Mẫu Hồ Thánh Hồ Bùng lễ hội mùa thu Chí Linh Hồ 35 tuổi đồng, cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, giải trừ vận hạn, phù ninh tài lộc cho con ngang đệ tử, cho bản đền và muôn dân cha họ. Một lần nữa, ban quản lý di tích thành phố Chí Linh xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai, chúc cho Thanh Đồng luôn xứng đáng là đồng sang bóng quế, đơn con ngang bắt ngàn đệ tử, lộc tài vượt tiến, phúc lộc đề đa, gia trung khang thái, lễ bái đắc thành. Và sau đây xin trân trọng kính mời Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai sẽ di chuyển lên trên khu vực sân khấu trung tâm để nhận những bó hoa tươi thắm của ban lãnh đạo tỉnh, thành phố và ban kính thiết nhà đèn gửi tặng Thanh Đồng nhân đại lễ mừng mùa thu tháng 8 cũng như mừng 35 năm tuổi đồng của Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Trân trọng kính mời. Đại lễ ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và báo hoa chúc mừng Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Và xin quý vị đại biểu chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đại diện cho Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Kính thưa quý vị đại biểu, quý lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có báo hoa chúc mừng và đồng chí Bùi Thị Miên, phó chủ tịch ban quản lý di tích thành phố Chí Linh sẽ đại diện để tặng bó hoa chúc mừng của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao gửi tặng đồng chí Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho Thanh Đồng. Thay mặt đồng chí ban thường vụ thành ủy thành phố Chí Linh, đồng chí Nguyễn Thị Dung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố có bó hoa lên chúc mừng. Trân trọng kính mời đồng chí. Xin quý vị đại biểu cùng những toàn thể quan khách chúng ta cùng hướng lên sân khấu và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa để cùng chúc mừng và trợ duyên cho Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai cho canh đàn khóa lễ ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Dung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận thành phố Chí Linh sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, thị ủy viên có bó hoa lên chúc mừng Thanh Đồng. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Thắng và bà Nguyễn Thị Minh Châu. Một nữa xin chúc mừng Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Thắng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu đã có bó hoa chúc mừng Thanh Đồng. Và tiếp theo, lãnh đạo ban quản lý di tích thành phố Chí Linh cũng có bó hoa chúc mừng Thanh Đồng cho canh đàn khóa lễ mừng lễ hội mùa thu tháng 8 cũng như mừng 35 năm tuổi đồng của đồng thầy Nguyễn Thị Mai. Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Văn Dũng, trưởng ban quản lý di tích thành phố Chí Linh. Chí đại diện đảng chính quyền xã Lê Lợi, thôn An Mô cùng ban khánh thiết có bó hoa lên chúc mừng Thanh Đồng trong canh đàn khóa lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đồng chí trưởng thôn An Mô sẽ tặng hoa chúc mừng cho Thanh Đồng Nguyễn Thị Mai. Xin cảm ơn các đồng chí và cảm ơn đồng thầy Nguyễn Thị Mai. Sau đây thì trân trọng kính mời đồng thầy Nguyễn Thị Mai chúng ta cùng an toàn tại vị trí sập cộng đồng và các thứ trị hộ dân chúng ta cùng về vị trí để chương trình được diễn ra tiếp tục. Xin mời các Tây Quỳnh, Tây Quế, Tây Huệ, Tây Lan,
các văn đàn tiếng hát cùng dân văn dân hương để cung thỉnh thánh mẫu chắc sáng ngự tâm, dấu thiêng truyền mãi đất An Mô, tôn nhạc hóa sinh có một giờ, đoán đá sứ thần ngừng vũ trụ, bay tàu qua núi đuổi quân Âu, âm thù chân được Âu vạn vực, chân đánh nguyên tan kiếp bạc xưa, bất tử trời Nam thân bậc nhất, đền thờ đức thành đất An Mô. Có lời cảm ơn Phật tiền tiên thánh, Thanh Đồng có lời cảm ơn các vị khách quý, cảm ơn các chân nhang ngọn khói cùng muôn dân chăm họ, và cho Thanh Đồng chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Và trước khi vào làm việc bắt tế hầu thánh, họ gửi con có lời xin phép Phật thánh, và Thanh Đồng xin phép thủ nhang đồng đền, và Thanh Đồng xin phép pháp sư, và Thanh Đồng xin phép pháp quan, và xin phép tay quỳnh, tay quế, tay huệ, tay loan, xin phép đồng anh lính chị già la tiến lão bắt ra trong họ để Thanh Đồng con vào bắc ghế hầu thánh ạ.
Thank you.
sát thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trần Thị Lịch Đế Vương ngài kế thế Trịnh Thị không ai thừa tức mạng tôi đã anh tài ai đã
thực tình trường. Tháng tám mùa cha, tháng ba đây kỷ mộ vật xa đi lướt lòng.
trần gian con phút gặp được nhân duyên là cho lưu nguyên cũng là duyên việc thánh tà mừng 30 năm đồng lên mấy tình cờ gặp mà duyên trần gian là mấy đức yêu duyên về đây có cung việc Phật thánh cầu cho nhân duyên đường gian thời cao ba đêm tình chàng tối đêm hoa nó mát cô tôi hò thừa ra rơi sao trong trời ta sao cho cầu hò cung nhân hò năm ba bảy tám chín mười lời à dung ra dung dinh ga thành nó đi có cái cảnh mẫu sự tân tân Ah!
dân an quốc thay yêu và rơi mừng. Các quân quân thần phải đào làm vui, trên đẹp lòng trời dưới đẹp hoàng lòng dân người đầu ba phủ biển quân.
Mùi thù xuân ban bay lên chúa mùi thù bắt bắt sang ngang nhiên thế từ
sân trang với các đồng mà xa gần lòng tôi chúc hòa đi dạo khắp nghìn núi đồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng gần xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh ra từ diệt lúc ta tin Chúa sai và bản